Xin chào quý vị khán giả, chúng ta cùng quay trở lại với những diễn biến ở trong buổi tối ngày hôm nay. Trận đấu sở hữu sân 7 chuẩn bị theo dõi giữa cao thủ Văn Phòng Nghiêm Phạm và đối thủ của họ sẽ là cao thủ Rung Gia Phong. Và tất nhiên cánh phải là của cao thủ Nghiêm Phạm, Văn Phòng Nghiêm Phạm. Như vậy là hiệp đấu đầu tiên của đội bóng chính thức được bắt đầu. Pha bật nhà nhanh dành cho cao thủ Nghiêm Phạm. Đấy rồi, một pha bật nhà và dọc biên của cao thủ áo xanh. Tín Đen là người đã thực hiện trong tình huống dâng cao vừa rồi. Thủ thành của cao thủ Rung Gia Phong vừa rồi đã băng ra rất xa và xuất hiện một cú lốc bóng ngay của Tín Đen. Phản công của cao thủ Gia Đức Phạm, cơ hội dân bóng, khoảng trống là goal. Một pha phản công rất hay của cao thủ Gia Đức Phạm. Rung Gia Phong và họ có bàn thắng để mở tỷ số 1-0. Chúng ta không phải chờ quá lâu ở trong diễn biến của trận đấu giao hữu này và bàn thắng đến dành cho đội bóng có nhiều những tình huống lên bóng hơn. Và dành cho một cầu thủ cũng đang thi đấu nổi bật từ đầu trận đấu lúc này, tiền vệ số 8 dân bóng với một cú đá chân phải rất quyết đoán. Tiếp tục là pha xoay sở, nhưng lần này đó là một tình huống đưa bóng vừa xa. Đây là pha bóng dành cho số 6 Vương Khe. Có vẻ như sẽ phải có sự thay đổi người dành cho các thủ Văn Phòng Nghiêm Phạm. Cả hai đội bóng đều có dư một đội hình thủ đấu 7 người ở trên băng ghế dự bị. Có thể dứt điểm hay không? Đường chuyền vẫn còn, xoay sở, đây rồi, không vào. Tình huống không đánh lừa được thủ thành Vũ Kiệt. Có lần thứ hai mà Vương Kè có cơ hội trước khung thành của cao thủ Văn Phòng Nghiêm Phạm. Tuy nhiên thì chưa có thêm bàn thắng cho cao thủ Rung Gia Phong ngoài tình huống ghi bàn của dân báo. Nhưng đang có những vấn đề, có thể sút xa. Bây giờ là 2-0. Những pha bóng áp sát liên tiếp và đã giúp cho các cầu thủ của Rung Gia Phong có thêm bàn thắng thứ hai, và đó là cú đúp đến từ cầu thủ Ma Treo số 8 dân bóng. Trong khi Vương Kè cũng đã để sơ sẩy đến hai tình huống có thể ghi bàn thì dân bóng lại đang làm rất tốt. Bầu Tuấn Savi, đó là đường chuyền chạy cắt bật không thành. Pha bóng mà Bảo Tuấn Savi đã thực hiện và kiến tạo rất rõ dành cho Vĩ Doraemon. Rất tiếc là tiền đạo số 23 đã không thể tối ưu để chuyển hóa nó thành bàn thắng. Dân máu, quả người tốt. Đây là một pha bóng mà thủ thành Vũ Kiệt phải băng ra rất xa. Thì cũng chưa bóng của Vũ Kiệt cũng đã có thể đảm bảo giải phóng sức ép. Bầu Tuấn Savi đánh đâu, không vào. Khá nắn nốt dành cho Vĩ Doraemon. Đó lại là một đường chuyền nữa đến từ chiếc áo số 10 Bầu Tuấn Savi cho các tiền đạo ở diễn đàn tấn công của Văn Phòng Nghiêm Phạm. Lần này là lợi thế và khoảng trống rất lớn. Tuyến hai dân bóng, tiếp tục là tình huống dành cho số 8 của các cầu thủ Rung Gia Phong. Và bây giờ là hat-trick rồi. Người ghi bàn thì lại không ăn mừng mà người chưa ghi bàn thì lại dạy cách ăn mừng. Nhưng không có động tác siêu nào ở đây cả. Đào hướng tấn công rất tốt của Vương Kè, Hoàng Hào Hoa. Một cú đá cực kỳ tốt dành cho thủ Ba Chéo số 14 của Rung Gia Phong.
Một pha xử lý rất đụng đỉnh dành cho cầu thủ này. Nhưng độ nguy hiểm cao khiến cho thủ thành Vũ Kiệt phải buộc đầy bóng trừ một quả đá phạt góc. Đây, chúng ta sẽ theo dõi lại pha bóng vừa rồi của số 4 Hoàng Hào Hoa. Cú đá rất nguy hiểm. Lần này thì Thành Vũ Kiệt là người chiến thắng với một cú đá đại bác. Do vậy thì tiếp tục sẽ có đá phạt góc. Và tiếp tục có pha làm bàn dành cho các thủ Đường Gia Phạm. Lần này đó là tình huống ghi bàn dành cho cầu thủ mang chéo số 47 Vilac. Đó là bàn thắng thứ tư dành cho các thủ Đường Gia Phạm vào lưới của Văn Phong Kim Phạm. Hệ thống phòng ngự dường như đã không đứng vững và giữ được vị trí và khiến cho Thành Vũ Kiệt phải vất vả di chuyển. Pha xử lý hay, Kiều Sơn, Vilac. Cũng chỉ có 3 cầu thủ lùi về bên phía Văn Phòng Kim Phạm mà thôi. Và đó là một khoảng trống mà dễ dàng dành cho Kiều Sơn. Đưa tỷ số lên 5-0 bên phía cao thủ Đường Gia Phạm. Các vị trí đã xuống sức thấy rõ bên phía Văn Phòng Kim Phạm khi mà họ không lùi về dù có đủ thời gian trong tình huống tấn công vừa rồi của đối phương. Một pha chuyền bóng sang cánh quá trống trải của đội dành cho số 19 Kiều Sơn. Quá nhiều những khoảng trống dành cho Hùng Toro đối mặt với thủ thành Vũ Kiệt. Hùng Toro không vào, nhưng đó là cú đá bồi. Cú bắt vu lê của Hùng Toro. 6-0 mất rồi. Hùng Toro là người đã có rất nhiều những nỗ lực ở trên hàng tấn công trong những phút vừa qua. Và có cả những đường truyền sai số, nhưng ở pha bóng này thì anh có cơ hội để bắt vu lê. Đây có lẽ sẽ là một trong những đợt triển khai còn lại trong trận đấu kép này. Và như vậy là trọng tài cũng đã thổi còi để kép lại diễn biến trận đấu giao hữu của các cầu thủ Văn Phòng Nghiêm Phạm và Đường Gia Phạm trong buổi tối ngày hôm nay tại 2:30 Tân Sơn. Chúng ta sẽ tạm chia tay nhau trong buổi tối hôm nay và gặp lại những trận đấu tiếp theo vào ngày mai. Cảm ơn các đội bóng đã bàn đến trận đấu này. Và tôi đại nhiên cùng anh em ekip truyền thông Ropi. Tạm biệt.